các bạn. Mình mới đổ dớn về được mớ cá linh. Giờ mình bằng để mình kho lạc, cắm bông súng. Đi đổ dớn gặp ba bông súng lên quá trời, đổ hai nhổ được mớ, để nãy giờ dập bông hết trơn rồi. Cá linh kho lạc. Trời chấm bông súng của em nó là hết sảy luôn. Ừ. Chắc là em chưa tường chút xíu nữa còn xong rồi. Cô bé ơi sao này mình ở ngoài đồng lâu dữ vậy? À hôm nay mình đi trải nghiệm thử nè cho con biết được cái cảnh sống ở quê ngày xưa á như thế nào á. Nãy bị mưa rồi đó, giờ bớt mưa mình làm đồ ăn để chuẩn bị chiều ăn này, xong rồi tới tối mình về, hiểu không? Thấy vui không? Thích không? Mốt lâu lâu phải dắt đi nha, chịu không? Mà con thấy lạ quá à, phải ban đêm á mình đi bắt cá, ông nội kể cho con á là ở dưới xuồng á có cái cài ghềm nè bắt cá, con thích vậy á. À, ý con nói cái cài ghềm là phía trên của cái xuồng đúng không? Dạ. Che mưa đó không? Giống trong nhà có ông Sáu phải không? Bữa nay phải gặp nó về bị vô cũng con phải chở con đi vô ông Sáu rồi mình xin ông Sáu. Nhưng mà mùa nước nổi á, mình đi buổi tối á, nó mới có, con mới đi bắt cái đó được. Giờ có chăn á, con sẽ bơi xuồng vậy nè, ông Sáu sẽ bơi xuồng cho mình đi vòng 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 vậy đó, để dỡ mấy cái lưới nè, rồi mấy cái lợp rồi nè, cá nhiều lắm á. Quá. Ôi gà, ăn món cá linh kho cào cào, có ăn cào cào luôn là ghê thiệt. Hồi đó mình hay nướng cào cào ăn, hồi chỉ còn nhỏ thì bắt cào cào nướng ăn. Con súng này đem nhận con súng bỏ vô. Bóp bóp cái này phải dặn vô. Nó mềm, rút để vô cá nó mới rút luôn. Đúng rồi. Có bóp cho ra nướng luôn. Ừ. À, ở chứ con. Để con phụ trợ. Rồi được rồi. Mẹ ơi, nhà người ta giàu á, người ta ăn cơm với cá, nhà mình nghèo mình ăn cá chịu cơm thôi mà. Người vô đi con nè, cho con cá nè. Chứ bây giờ lỡ rồi làm sao hai không nấu cơm thì phải chịu thôi. Nhà mẹ nghèo quá con nhở. Bữa nay ăn cơm này vậy đó. Tại chị hai ban cho bữa cơm này. Nhà mình nghèo quá. Đa chịu cơm. Bông súng không ăn không biết. Cá. Cá. Con sẽ ăn. Dạ ngon quá. Ngon hả? Ngon hả? Giỏi vậy cha. Ngon thật. Tôi biết ăn cá bông súng luôn. Cá linh, ăn cá linh trừ cơm. Trời cái cọng này nó bị dài quá chị. Nó thường đó. Từng bóp bẻ phải không? Không. Nè Hai Quy ăn nè Hai Quy. Dạ, như hôm nãy qua rồi, hôm nãy chị cho ông nêm rồi đó đó. Đó nó kìa kìa cắm thò tay vô cái nêm đó. Chưa? Cho em coi giùm coi dính không? Quan trọng là ông dở lên có dính không? Vô, kiến không hả? Chứ không chết. Cái ốc kìa. Thấy rồi. Bụp nó lại đi đến hơn lát nó đạp lên đó, rồi làm giật lên. Từ cách nó tinh trồng cái sao? Mùa nước nổi mà ăn cá chừa cơm đúng rồi. Ăn cá chừa cơm cho con ăn con súng nè, ăn độn con súng đi, độn con súng với cá gì đồ ăn độn. Ngon không? Tưởng dễ ăn cái gì cũng ăn chứ à. Tự dễ ăn cái gì nó ăn được chứ. Trừ bù lon con bắp. Chứ nữa.